Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Phạm Phương. Nơi Phạm Phương sẽ chỉ cho mọi người một cái lỗi trên máy vi tính. Máy tính báo ổ cứng đỏ nhá. Đây, hiện tại giờ nó đang báo ổ cứng đỏ này. Trong thời gian đầu thì mình mua máy tính về sử dụng chạy rất là nhanh mượt mà, nhưng mà quá trình sử dụng đấy thì nó bị rác, nó tràn lên, nó sẽ làm chậm máy vi tính lại. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người xóa nó đi, xóa hết và máy tính lại chạy được như mới. Đấy. Ví dụ như mình vào nút Ctrl Alt đen này, Ctrl Alt đen mình vào mình chọn đây, thì thường thường là khi mà mình chạy một cái phần mềm nào đó thì cái này nó sẽ báo tới bằng 100% vì là cái ổ cứng nó chiếm ít dung lượng quá nên máy nó không chạy đủ. Nên mọi người thường sử dụng là xóa rác của nó, là xóa ở trong cái, ví dụ như họ mọi người ta hay vào Win này, vào Windows này, vào chọn tem, mọi người vào tem này. Thực ra xóa cái này nó không hiệu quả đâu. Nó xóa này nó không 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 giải quyết được vấn đề. Rồi là vào trong thùng rác chẳng hạn, thùng trồng thùng rác chẳng hạn, bỏ đi nó không không giải quyết được vấn đề. Cũng có nhiều cách xóa lắm, nhiều xóa những cách này là không ấy đâu. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người xóa tuyệt đối luôn, dọn sạch máy như mới cài. Cái này cứ xóa đi đâu, cải thiện là bao. Các bạn vào chuột phải này, chuẩn dân này nhá, 100% tem 100% nhá, và nó ok cho mình sẽ hiện toàn tư bộ thư mục rác các bạn đã sử dụng trong quá trình các bạn sử dụng này. Đấy, nên mình sẽ so sánh thử nhá, khi mình xóa cái chỗ rác này đi. Mình xóa cái chỗ rác, quá trình mình sử dụng cái rác nó sẽ làm trong đây. Cái này thì mình xóa nó vẫn là sạch tinh luôn, nó không có tí rác luôn đấy, không cần phải phần mềm đâu, sử dụng phần mềm này. Đấy, mọi người nhìn thấy hồ sơ đã cải thiện rất nhiều nhá. Bây trống chỉ có còn trống chỉ tầm 2 GB, bây giờ lên 32 GB nhé. Mọi người xem video này thấy hay thì có ích thì hãy đăng ký và like để cho kênh thêm động lực để làm được những video hay hơn nhé. Xin chào tất cả mọi người.